Xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video, có nghĩa là chim bồ câu Thái thì nó ấp con có khéo hay không. Cái clip này thì chắc là dành cho những người mà nuôi chim bồ câu ấy, nhưng mà họ nuôi cái số lượng ít nên là họ không mua máy ấp trứng. Thì vậy thì liệu rằng nuôi con chim bồ câu Titan Thái siêu thịt nó có ấp con có ok hay không? Ấp trứng nha. Thì đây cho mọi người xem, đây là những cặp mà bồ câu Titan Thái siêu thịt là sinh sản mọi người nhé. Đây là đang đẻ này, thì ngày hôm qua nó đẻ một trứng, thì ngày hôm nay thì tầm khoảng 5 đến 6 giờ chiều thì nó sẽ đẻ tiếp một quả nữa và nó bắt đầu ấp nhé. Đây là dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt, đúng là không hổ danh là với cái tên của nó luôn. Chim bố mẹ rất là to, rất là khủng, mọi người có thể thấy này. Đấy, con chim nó đang bên tay phải mọi người là con chim trống, à con chim mái nhá. Còn đây, đây là con chim trống này. Đấy, mọi người thấy nó đẹp không? Rất là to. Không hỏi là khổ danh là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt. Nếu mà mọi người mà muốn nuôi chim bồ câu Titan Thái siêu thịt mà không sử dụng máy ấp trứng á, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cụ thể luôn. Có nghĩa là khi con chim bồ câu Titan Thái siêu thịt nó đẻ đủ 2 quả thì mình bình thường thì mọi người cho ấp á, thì mọi người chú ý một điều này, là mình phải cho nó cái lót cho nó cái ổ đẻ, phải lót nhá. Nếu mà mọi người không lót là nó sẽ làm vỡ trứng và nó sẽ bể liền. Ở dưới đây là cặp bồ câu tơ nên mình vẫn nó chưa sinh sản nên mình chưa lót. Còn đối với những cặp bồ câu sinh sản như thế này thì mình phải lót thảm đẻ hết nha. Đây là chim bồ câu dòng Titan Thái siêu thịt nhé. Thì cho mọi người xem này, đây là chim bồ câu bố mẹ nó ấp, nó nở nha, mình không sử dụng máy ấp trứng. Đây cho mọi người xem này, ở dưới đây là có hai con này, hai con chim bồ câu con đó, này là mới nở. Thì cái kỹ thuật thứ nhất là mình phải sử dụng cái lót ổ đẻ cho con chim bồ câu. Cái thứ hai nữa là về buổi tối tuyệt đối là mọi người không được để điện. Nếu mà mình để điện là chim bồ câu nó sẽ làm vỡ trứng nhé, dễ lắm. Cái tiếp theo nữa là mình hạn chế ra thăm chim vào ban đêm, tuyệt đối nhé. Còn một cái phải nói là cực kỳ quan trọng nữa, đó là nếu mà mọi người muốn ghép cho con chim bồ câu á, nó ấp một lúc 3 trứng á, thì mọi người phải cực kỳ là quan trọng điều này. Tại vì chim bồ câu thường thường nó đẻ 2 trứng, nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng kỹ thuật để mình ép cho nó ấp một lúc 3 trứng nhá. Cái này là chuyện bình thường mọi người. Cặp này đi, cặp này là đang đẻ này, đẻ 2 trứng rồi, đang ấp đây này. Thì nếu như mà mọi người muốn ghép cho nó 3 quả trứng nó ấp cùng một lúc á, để cho những cái cặp mà nó ấp giỏi ấy, cho nó ấp, thì mọi người phải chú ý đó là mình phải bỏ trứng vào khoảng thời gian nào. Nhiều người khi mà điện thoại cho mình nói là chim bồ câu nó có ấp được 3 trứng không ấy, thì mình nói là ấp được. Nhưng mà khi mà mọi người làm thì nó đạp bể trứng, nó đạp vỡ hết 3 trái luôn. Thì con chim mà câu bố mẹ nó đạp vỡ hết trứng luôn, có nghĩa là nó không chịu ấp nữa. Tại vì nó phát hiện ra có một quả trứng không phải nó đẻ. Vậy thì làm sao để đánh lừa nó? Đó là trứng của nó. Thì mọi người phải chú ý cái điều này, có nghĩa là cái khoảng thời gian mình bỏ quả trứng thứ 3 vào là lúc nào? Đó chính là khoảng thời gian ban đêm nha. Mọi người phải bỏ trứng lén vào ban đêm á, chứ mọi người mà để ban ngày là nó
làm bể liền, nó bằng mọi cách nó làm bể trứng liền. Cái cặp con này nó dữ lắm mọi người. Thì có một cái đặc biệt quan trọng nữa, đó là về nguồn thức ăn mọi người. Đối với những cái con cặp chim bồ câu mà nó đang ấp, đang nuôi ấy, hoặc là đang đẻ ấy, thì mọi người phải lưu ý một cái điều là cái thức ăn mà mọi người cho con chim bồ câu bố mẹ ăn ấy, nó phải nhiều hơn một tí xíu so với ngày thường nó không nuôi. Đây, nguồn thức ăn đây mọi người. Ở trại mình thì chỉ có cám, con cò, trộn với bắp thôi, mà nuôi con cũng rất hiệu quả. Và đặc biệt là ban đêm mình hạn chế, mình không có đi ra thăm chim mọi người nhé. Để phân biệt con chim bồ câu có phải chim bồ câu Titan Thái siêu thịt không thì dễ lắm mọi người. Thứ nhất là cái màu của nó là màu nâu, màu xám đá đó. Và trên lưng của nó hai vạch. Và cũng có một cơ sở con cái lông của nó là màu xám, nhưng mà cũng không có hai vạch. Nhưng mà cũng ít lắm mọi người, nhưng mà đa số cái dòng này thì nó màu như mọi người cũng thấy này. Có một số con đực thì lông của nó màu sậm hơn. Và cái dòng này nuôi con rất ok. Và đây là toàn bộ là những cặp chim bồ câu sinh sản rồi. Và mình lót ổ đẻ sẵn để chờ nó đẻ. Còn có một số cặp chim chưa vào thời gian đẻ thì mình không có lót, tại vì nếu mà chưa vào thời gian đẻ mà mình cặp nào mà nó chưa vào đẻ mà mình lót ổ đẻ thì nó thứ nhất là cái nó sẽ ỉa lên cái ỉa phân lên cái thảm đẻ, thì nó một thời gian là mình cũng phải giặt hoặc là mình vứt nó đi. Thì để hạn chế cái việc này thì đối với những cặp chuẩn bị vào sinh sản thì mình mới lót ổ đẻ cho nó nhé. Thì mọi người cũng lưu ý, thực ra là cái việc mà chim bồ câu Titan Thái siêu thịt nó ấp trứng nở có ok không, hoặc hay là mình phải sắm cái máy ấp trứng cho nó, thì đối với những anh em nào mà nuôi ở nhà hoặc không sử dụng máy ấp trứng thì anh em phải lưu ý những cái điều mình vừa mới trao đổi. Thứ nhất, đây mình nhắc lại cho mọi người luôn, thứ nhất là mình phải có cái thảm đẻ, lót thảm cho nó. Cái thứ hai là mình buổi tối mình không được mở điện. Cái thứ ba là mình hạn chế buổi tối mình ra thăm chim. Và cái đặc biệt quan trọng nếu mà anh em là muốn ghép 3 quả trứng cho con chim bồ câu nó ấp á, thì mọi người phải ghép vào ban đêm và để đánh lừa nó và để không cho nó biết nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.